chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là có nên sử dụng mặt nạ nha đam hay không? Noel sắp tới rồi đúng không? Chúng ta cần phải chăm sóc da của mình thật là đẹp này, để không bị nổi những cục mụn li ti để còn đi chơi Noel đón Giáng sinh đúng không? Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về tầm quan trọng của việc là đắp mặt nạ giấy nhé. Như Kiều Oanh đã chia sẻ ở nhiều video trước, đó chính là đắp mặt nạ giấy là một bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày của chúng ta được. Với việc đắp mặt nạ giấy này thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều loại mặt nạ giấy đến từ nhiều hãng khác nhau cũng như là nhiều thành phần khác nhau. Như Oanh cũng có chia sẻ là Oanh hiện tại cũng như là rất nhiều khách hàng hiện tại rất tin dùng sản phẩm mặt nạ giấy Amusic đến từ Hàn Quốc, bởi đây là một trong những hãng mặt nạ giấy vô cùng an toàn và thân thiện với môi trường nữa cơ. Và hôm nay thì Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những sản phẩm mặt nạ giấy rất phù hợp với da của chúng ta trong thời điểm này. Đó chính là sản phẩm mặt nạ giấy nha đam. Khi nói về nha đam chắc hẳn là mọi người rất quen thuộc đúng không? Loại thành phần này thì không chỉ được sử dụng làm như là một trong những thức ăn trong cuộc sống hàng ngày đâu, mà còn được sử dụng làm phương pháp làm đẹp nữa cơ. Nếu như chúng ta sử dụng nha đam để đắp mặt giúp cho da của chúng ta đẹp hơn này, kháng khuẩn này, kháng viêm này, giúp da của chúng ta được cấp ẩm tốt hơn, thì nhiều người sẽ chọn mặt nạ giấy hơn là cách đắp nha đam trực tiếp lên da mặt của chúng ta. Tại sao như vậy? Thì Kiều Oanh sẽ nói rằng tại vì nếu như đắp trực tiếp nha đam lên da mặt của chúng ta thì sẽ có hình thành nhiều nguy cơ như là chúng ta bị dị ứng cao này, hay là những thành phần nhựa ở trong nha đam chưa được tẩy đi hết thì sẽ dính lên da mặt của chúng ta, gây ra một số vấn đề khá là đau đầu. Thế nên sản phẩm mặt nạ giấy nha đam Amusic đến từ Hàn Quốc là một trong những sản phẩm vô cùng tiện lợi để các bạn chọn sử dụng để chăm sóc cho da mặt của mình cũng như là mang đi bất cứ đâu. Nếu như đầu tiên nói về sản phẩm này thì cái đầu tiên mà Oanh phải nhắc đến đó chính là công dụng làm sạch da mặt cho chúng ta. Đắp mặt nạ giấy thì hẳn là một bước không thể thiếu rồi, bởi vì nó khiến cho da của chúng ta được thư giãn nghỉ ngơi sau một ngày dài mà đúng không? Và bên cạnh đó thì nó còn khiến cho da của chúng ta là được hấp thu các dưỡng chất tốt hơn. Và khi nói về sản phẩm mặt nạ giấy nha đam Amusic đến từ Hàn Quốc này thì những công dụng chúng ta có thể nhắc đến đầu tiên đó chính là khả năng kháng khuẩn và kháng viêm của sản phẩm mặt nạ giấy nha đam này. Đây là một trong những khả năng vô cùng tuyệt vời, và điều này thì hoàn toàn có ích cho những bạn da mặt mà thường xuyên bị mụn dù đã vệ sinh hay là chăm sóc da vô cùng kỹ lưỡng rồi. Nếu như khi chúng ta sử dụng sản phẩm mặt nạ nha đam này thì các dưỡng chất, các hoạt chất có trong sản phẩm mặt nạ sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong lỗ chân lông của chúng ta, đồng thời là kháng khuẩn, kháng viêm, từ đó ngăn chặn sự hình thành của mụn trên da mặt chúng ta. Thứ hai, đó chính là khả năng cấp ẩm giữ nước trên da mặt của chúng ta. Như Oanh có chia sẻ đúng không, trong mùa đông này hay cả là đối với những bạn mà bị da khô ấy, thì da của chúng ta khi chỉ cần lạnh một chút thôi, thời tiết khô một chút thôi là da của chúng ta đã bị bong tróc rồi, là mốc cả lên rồi. Điều này thì rất là gây ái ngại rồi là mất tự tin cho chúng ta. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy nha đam này, nó sẽ giữ nước, giữ ẩm trên da của chúng ta này, khiến cho da của chúng ta ngậm nước một cách tốt nhất, và từ đó thì chúng ta không còn lo tình trạng da bị khô nữa. Thứ ba, đó chính là khả năng làm sáng da và mịn da. Nếu như điều này chỉ có ở mặt nạ ngọc trai thì sản phẩm mặt nạ giấy nha đam này cũng là một trong những sản phẩm mặt nạ giúp da của chúng ta mịn hơn và sáng hơn. Đối với những bạn mà da của chúng ta đang có dấu hiệu sạm hay là da của chúng ta bị sạm do nhiều tác động, do nhiều yếu tố nguyên nhân thì đừng quên sử dụng sản phẩm mặt nạ nha đam này, bởi đây sẽ là một phương pháp vô cùng đúng đắn để cho bạn có một làn da sáng hơn và mịn hơn. Thứ tư, đó chính là khả năng ngăn chặn quá trình lão hóa sớm xảy đến ở chúng ta, cũng như là khiến cho da của chúng ta được trẻ lâu hơn. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục đúng không? Bởi vì đây là một điều nằm trong sản phẩm mặt nạ giấy nha đam được coi là vô cùng tuyệt vời rồi. Bởi vì các hoạt chất, các khoáng chất có ích trong sản phẩm mặt nạ giấy nha đam này thì sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm của chúng ta, cũng như việc là những bạn nào mà đang có dấu hiệu hình thành các nếp nhăn trên gương mặt thì nếu như chúng ta chăm chỉ sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy này thì những nếp nhăn đấy sẽ được biến mất, đồng thời với đó là da của chúng ta sẽ được khỏe mạnh hơn và tình trạng lão hóa sẽ xảy đến với chúng ta chậm hơn so với những người khác. Thứ năm cũng là yếu tố cuối cùng và một trong những yếu tố khiến chúng ta quyết định sử dụng sản phẩm mặt nạ nha đam này, đó chính là khả năng kích thích tái tạo tế bào mới cũng như là lấy đi những tế bào xấu trên da mặt của chúng ta. Điều này thì tưởng chừng như chỉ có ở trong những sản phẩm tẩy da chết, tuy nhiên sản phẩm tẩy mặt nạ nha đam đến từ Hàn Quốc này lại có khả năng tuyệt vời đấy. Đó chính là giúp chúng ta là loại bỏ những tế bào xấu trên gương mặt, những tế bào chết, và từ đó thì kích thích sự hình thành của tế bào mới, khiến cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn, trắng sáng hơn cũng như là mịn màng hơn. Với 5 công dụng tuyệt vời như trên thì Oanh tin chắc rằng là không chỉ có Oanh đâu mà tất cả các bạn cũng rất muốn sử dụng, đúng không? Bởi vì là một làn da không khuyết điểm rồi là trắng bóng luôn là điều mà chúng ta ao ước. Và Oanh khuyên rằng đó chính là nếu như chúng ta muốn sử dụng một sản phẩm mặt nạ giấy hay bất cứ sản phẩm nào một cách hiệu quả nhất thì chúng ta khi sử dụng cũng phải có quy trình. Đầu tiên là chúng ta cần phải tẩy trang, làm sạch mặt với nước hoặc là sữa rửa mặt. Sau đó, sau khi để khô mặt hoặc là lau khô mặt đi, chúng ta sẽ bỏ miếng mặt nạ giấy này ra và đắp đều trên gương mặt của mình. Một vài điểm lưu ý khi sử dụng sản phẩm đó chính là chúng ta chỉ được đắp tối đa từ 15 cho đến là 20 phút thôi. Và nếu như đắp quá thời gian này thì sẽ xảy ra tình trạng hút ẩm ngược trên da của chúng ta, và từ đó thì sẽ không lấy được hết những công dụng mà sản phẩm này mang lại. Và một điều quan trọng nữa, dù da bạn là da khô hay là da dầu thì sau khi đắp mặt nạ xong thì cũng hãy nhớ là sử dụng toner, một số loại kem serum dưỡng ẩm để giúp cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn này, cũng như là giữ ẩm tốt hơn. Và những bước như vậy là những bước không thể thiếu trong quy trình dưỡng da hàng ngày của chúng ta rồi. Và đây sẽ là một trong những sản phẩm mặt nạ giấy tuyệt vời để các bạn lựa chọn sử dụng, kể cả trong mùa đông hay là mùa hè. Và các bạn hãy mua sản phẩm này tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h để đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng này. Và quan trọng là khi chúng ta nhận sản phẩm còn được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Và siêu thị Hàn Quốc thì cũng cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Oanh cũng sẽ gợi ý một trong 3 phương thức để chúng ta mua hàng tại siêu thị Hàn Quốc. Phương thức thứ nhất đó là các bạn có thể gọi điện tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm cũng như là nhận được nhiều ưu đãi hơn. Và quan trọng chúng ta có thể gặp nhau trao đổi những thông tin kiến thức làm đẹp, đúng không ạ? Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã giúp cho các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc đắp mặt nạ giấy cũng như là chúng ta biết được công dụng của sản phẩm mặt nạ giấy nha đam Amusic đến từ Hàn Quốc. Chúc các bạn luôn giữ được nụ cười trên môi, có một làn da khỏe và đẹp. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm mặt nạ thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về các sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.